Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bão số 2 tan, miền Bắc mưa đến bao giờ? Bão số 2 đã tan nhưng hoàn lưu của bão sau đó là dãy áp thấp hình thành tiếp tục gây mưa trong nhiều ngày tới cho các tỉnh miền Bắc. Đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ hôm qua đến 3 giờ ngày hôm nay có nơi trên 100mm như Đông Lai, Hòa Bình là 244,2mm, Ngọc Sơn, Hòa Bình là 178,4mm, Cẩm Lĩnh, Hà Nội là 130,2mm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 180,2mm. Ngày hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc hôm nay khá thấp với nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ, Tây Bắc Bộ từ 26-29 độ. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Dự báo từ ngày mai, miền Bắc ảnh hưởng của dãy áp thấp có trục đi qua nên tiếp tục mưa rào và dông rải rác, kéo dài đến tuần sau, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, 3 người chết, 8 người mất tích do mưa lũ. Hoàn lưu bão Mulan khiến miền Bắc mưa lớn, nước sông suối dâng cao làm 3 người chết, 8 người mất tích ở Lào Cai, Hòa Bình, Phú Thọ và Nam Định. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày hôm qua, chị Trần Thị Mây, 35 tuổi cùng con gái 8 tuổi và hai cháu gái 11-12 tuổi là chị em ruột ra khu vực sông Đào, xã Nam Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định chơi. Ba cháu nhỏ xuống tắm, không may bị nước cuốn, chị Mây trên bờ lao xuống cứu cũng mất tích. Ủy ban nhân dân xã Nam Phong đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm qua, đến trưa nay vẫn chưa thấy do mưa lớn, nước sông Đào dâng cao. Công an tỉnh Nam Định chiều nay sẽ hỗ trợ thêm 10 thợ lặn, lãnh đạo xã Nam Phong cho biết. Ngoài 4 nạn nhân trên, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ chiều qua đến 12 giờ trưa nay, các địa phương báo cáo về có 3 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ sau bão Mulan. Tỉnh Hòa Bình ghi nhận 3 người chết gồm chị Đinh Thị Nguyệt, 35 tuổi, cháu Hà Tâm Uyên, 4 tuổi, ở huyện Lạc Thủy và cháu Nguyễn Minh Hiếu, 10 tuổi, ở thành phố Hòa Bình. Tỉnh này còn có 2 người mất tích gồm Bùi Đức Thành, 17 tuổi, chú huyện Kim Bôi và anh Đinh Ngọc Hướng, 38 tuổi, ở huyện Lạc Thủy. Tỉnh Phú Thọ ghi nhận 1 người bị lũ cuốn trôi, đang xác minh nhân thân. Tại Lào Cai, cháu Vũ Đức Duy, 15 tuổi, khi đi qua đập tràn đã bị lũ cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy. Rạng sáng hôm qua, bão Mulan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở trên vịnh Bắc Bộ. Đến 4 giờ thì đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng, áp thấp nhiệt đới không gây thiệt hại gì. Nhưng hoàn lưu sau đó đã gây mưa to cho miền Bắc và hai tỉnh miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An hai ngày nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận từ 19 giờ hôm qua đến 8 giờ hôm nay, nhiều nơi mưa trên 180mm như Đông Lai, Hòa Bình trên 270mm, Tam Dương, Vĩnh Phúc trên 240mm, Hương Sơn, Hà Nội trên 220mm. Mưa lớn khiến Hà Nội và nhiều đô thị ở miền Bắc bị ngập, giao thông rối loạn. Đặc biệt, mưa liên tục khiến lượng nước tích lũy trong đất đã gần hoặc đạt được trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ gây sạt lở ở vùng núi các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An là rất cao. Hòa Bình, nguy cơ sạt lở ở các huyện Tân Lạc, Mai Châu, Cao Phong, thành phố Hòa Bình, Đà Bắc. Tỉnh Phú Thọ có huyện Tam Nông, tỉnh Tuyên Quang có huyện Sơn Dương, Thanh Hóa có Quan Hóa, Mường Lát, Cẩm Thủy và Thạch Thành. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa rào và dông
dông vài nơi, nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở Đà Nẵng, Bình Thuận. Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong nhiều ngày tới. Sạt lở đất ở Thái Nguyên, 3 người chết. Mưa lớn khiến đất đá từ trên đồi sạt xuống, vùi chết 3 người trong một ngôi nhà ở xã Nam Hòa, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đêm qua. Vào khoảng 22 giờ 30 phút, hàng chục khối đất phía sau nhà sạt xuống, vùi lấp chủ nhà Hoàng Văn Liền, 46 tuổi, và hai người họ hàng từ Bắc Giang sang chơi là chị Hoàng Thị Mai, 30 tuổi, và bà Vi Thị Thành, 41 tuổi, vợ và hai con chủ nhà kịp tháo chạy ra ngoài. Trong đêm, hàng chục người cùng 3 máy xúc được huy động tìm kiếm nạn nhân. Đến 6 giờ sáng nay, 3 thi thể được tìm thấy, bàn giao cho gia đình mai táng. Đêm qua, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 Mulan, Thái Nguyên mưa lớn nhất miền Bắc. Lượng mưa tại La Hiên, huyện Võ Nhai là 185mm, Tân Thanh, huyện Sơn Dương 130mm, huyện Định Hóa 100mm. Nhiều khu vực bị ngập, giao thông chia cắt. Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cho biết xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nhất. Một công nhân đang vận chuyển thiết bị nước lũ cuốn trôi lúc 2 giờ chiều qua, hiện chưa tìm thấy. Tỉnh Thái Nguyên đã huy động 120 chiến sĩ, 6 ô tô, 3 xuồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 575, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ để di rời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Ngoài thiệt hại về người, trận mưa đêm qua đã khiến hơn 120 ngôi nhà bị ngập, chủ yếu ở thành phố Thái Nguyên, hơn 250 ha lúa hư hỏng, 12.500 con gà, lợn bị chết. Tại các huyện Đồng Hỷ và Phú Bình, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đến đầu giờ chiều đã thông xe. Giao thông Hà Nội rối loạn do mưa ngập. Sáng nay, hàng loạt tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm thủ đô ùn tắc kéo dài nhiều km, người đi đường phải chôn chân cả tiếng giữa trời mưa. Các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm thủ đô như Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường Vành Đai 3, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng đều ùn tắc. Trên đường Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu tắc nghẽn khoảng 2,5 km từ ngã tư giao với đường sắt đến cầu vượt Mai Dịch. Ở chiều vượt trung tâm, dòng ô tô xe máy ken cứng từ lòng đường tới vỉa hè, trong khi chiều ra thông thoáng, nhiều người chấp nhận đi ngược chiều để tránh tắc. Rời nhà ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm lúc 7 giờ 20 phút, chị Hồng Khánh mất 70 phút mới đi được khoảng 1 km trên đường Cầu Diễn. Không thể nhúc nhích giữa dòng ô tô xe máy, chị cũng như nhiều người khác phải tắt máy chờ đợi giữa trời mưa. Một số bỏ lại xe đi mua đồ ăn sáng. Nhiều người như chị Khánh muốn quay đầu, song không thể tới được lối rẽ gần nhất. Giải phân cách cứng giữa đường được thiết kế cao 40-50cm, xe máy không thể leo qua. Đến đoạn cầu bắc qua sông Nghệ, nơi giải phân cách thấp chừng 30cm, chị cùng một phụ nữ giúp nhau bê xe qua. Biết là nguy hiểm và vi phạm giao thông, nhưng tôi không còn cách nào khác. Từ đây đến cơ quan còn hơn 2km, phải qua nhiều đoạn ngập. Đường còn tắc hơn nữa, chị Khánh giải thích. Quãng đường 3,5 km từ nhà chị đến cơ quan bình thường cũng tắc nhưng chưa bao giờ tê liệt như hôm nay. Giống chị Khánh, chị Nguyễn Loan nhà ở phố Nguyễn Khang, làm việc tại phố Duy Tân, quận Cầu Giấy cho biết đã chôn chân tại đường Trung Kính hơn 20 phút do một số đoạn ngập nước. Nhiều ô tô không dám đi qua vì sợ chết máy, khiến giao thông hỗn loạn. Ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão Mulan, Hà Nội mưa to từng chập từ hôm qua đến sáng nay. Hệ thống quan trắc của công ty thoát nước Hà Nội ghi nhận tất cả 12 quận nội thành và 6 huyện ngoại thành mưa từ 110mm đến 280mm. Trong sáng nay, các quận mưa lớn gồm Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm. Phần lớn các quận mưa lớn ngập nặng do nằm trong lưu vực sông Nhuệ, nơi hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, thiếu hồ điều hòa, các trạm bơm đầu mối chưa đạt công suất quy hoạch.
Thời điểm ngập đúng vào giờ đi làm buổi sáng khiến giao thông gần như tê liệt ở nhiều cung đường giao cắt. Quận Cầu Giấy ghi nhận nhiều điểm ngập, nghiêm trọng nhất là đường Phan Văn Trường, nước ngập 60cm khiến tuyến này tê liệt. Các tuyến phố Hoa Bằng, Dư Thị Nghệ, Trần Bình, Hồ Tùng Mậu, trước cửa Nghĩa Trang Mai Dịch, Trung Kính, Phạm Hùng, trước cửa bến xe Mỹ Đình cũng xuất hiện nhiều đoạn ngập 30-60cm dài 50m. Các quận Hà Đông, Thanh Xuân và huyện Hoài Đức cũng có nhiều điểm ngập. Nút giao Sa La vốn là điểm đen về ùn tắc, sáng nay nước ngập khoảng 30cm khiến việc di chuyển khó khăn. Cảnh sát giao thông đã phân luồng nhưng do lượng phương tiện lớn khiến tuyến này tắc hơn 3km. Tại quận Đống Đa, ùn tắc do ngập được ghi nhận tại đường Thái Hà, Phường Thúc Kháng. Tại đường Cổ Linh, Quang Trung ùn tắc hơn 5km do có 2 điểm ngập tại trước siêu thị Aeon và đoạn cầu vượt trên đường Cổ Linh. Quận Tây Hồ cũng có một tuyến ngập, ùn tắc như đoạn Thụy Khuê, Phùng Hưng. Đường từ Đại Mỗ hướng ra đường Tố Hữu cũng ùn tắc, nhiều phương tiện chờ đợi dưới mưa cả tiếng đồng hồ. Nguyên nhân là phía trên đường Khuất Duy Tiến và một đoạn Tố Hữu có nhiều đoạn ngập, phương tiện không thể đi lại. Nhiều xe đi ngược chiều khiến giao thông hỗn loạn. Trên đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ Lê Trọng Tấn vào Thiên đường Bảo Sơn ngập hơn 40cm, công nhân thoát nước đặt biển cảnh báo cấm phương tiện lưu thông. Trong khi đó, các hầm chui dân sinh số 3, 5, 6 trên tuyến này ngập cục bộ, nhiều xe không thể quay đầu, phải đi ngược chiều trên đoạn đường dài. Đến 10 giờ 30 phút, trời ngớt mưa, giao thông thông thoáng trở lại. Tuy nhiên, một số điểm vẫn ngập như ngã tư gần Khen Nam, quận Nam Từ Liêm. Nhiều xe chết máy phải dắt bộ vào bên đường, chờ đội sửa xe lưu động đến. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Mulan, hôm nay Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa tiếp tục mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm, đến đêm giảm dần. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp ở đô thị. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!